Thưa quý vị, năm 2021 vừa qua, du lịch là một trong nhóm ngành chịu tổn thất nặng nề nhất khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch hầu hết đều phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động. Điều này dẫn đến các chỉ số tăng trưởng của ngành trong năm qua đều sụt giảm nghiêm trọng. Bước sang năm 2022, toàn ngành du lịch thành phố Cần Thơ đang nỗ lực thích ứng linh hoạt trong việc phục hồi và phát triển một cách an toàn, bền vững hơn. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ đề ra trong năm nay là chủ động tham mưu xây dựng chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nghị quyết của thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới, đẩy mạnh chuyển đổi số cũng như triển khai các đề án quy hoạch về phát triển du lịch đã được phê duyệt, trong đó tập trung đầu tư các loại hình du lịch đặc trưng và thu hút đầu tư các sản phẩm du lịch đặc thù, đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố trên cơ sở khai thác hiệu quả các thế mạnh về sông nước, miệt vườn, hệ thống di tích lịch sử văn hóa và các nhà hàng khách sạn quy mô đẳng cấp trên địa bàn. Đặc biệt là tiếp tục tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần nghị quyết 128 của chính phủ đối với các hoạt động du lịch của thành phố. Chúng tôi sẽ chuyển đổi hình thức, đặc biệt là chuyển đổi số trong việc quảng bá xúc tiến cũng như là tổ chức nhiều hoạt động. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tổ chức cái hội chợ du lịch trực tuyến của thành phố Cần Thơ lần đầu tiên, phối hợp với các sở ngành để tổ chức các cái chuỗi sự kiện quan trọng để thu hút khách du lịch, như là chuỗi sự kiện lễ khánh thành đền thờ vua Hùng tại thành phố Cần Thơ, khai mạc liên hoan đờn ca tài tử, lễ hội bán dân gian Nam Bộ năm 2022 vào đầu tháng 4 2022. Ngành chức năng thành phố cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của phát triển du lịch trong tình hình hiện nay. Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực du lịch, đảm bảo chất lượng, số lượng. Song song đó, tiếp tục phối hợp với các quận huyện để tổ chức các hoạt động điểm nhấn về du lịch tại mỗi địa phương. Hiện nay thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đang lấy ý kiến của các quận huyện để chúng tôi phối hợp xây dựng các cái hoạt động điểm nhấn, như là các cái hoạt động ngày hội trái cây Tân Lộc, quận Thốt Nốt, ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng, ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền, đêm qua đăng Ninh Kiều. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ cùng với các quận huyện để xây dựng các cái sản phẩm du lịch đặc trưng để giới thiệu đến du khách khi đến với thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, trong năm 2022 này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài, phù hợp với định hướng phát triển du lịch thành phố Cần Thơ, cũng như tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm, xây dựng tour và sản phẩm du lịch mới ngoài thành phố.